Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cô gái tử vong tại chỗ trên giao lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Đức Trung vào ngày 23 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với tài xế Nguyễn Văn Hiền, 32 tuổi, quê tại Nghệ An, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào thời điểm trên, khi xe máy do chị Đào Thị Lành, 26 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam điều khiển, đang chuẩn bị dừng đèn đỏ, thì bị xe tải do tài xế Hiền từ phía sau chuyển làn vượt lên tông trúng. Hậu quả vụ va chạm khiến chị Lành bị cuốn vào gầm xe, tử vong ngay tại chỗ. Xe máy bị kéo lê hơn 50 mét mới dừng lại. Qua điều tra, tài xế Hiền khai nhận do muốn vượt đèn vàng nên điều khiển xe ô tô tải chuyển làn và không quan sát, dẫn đến cái chết thương tâm cho chị Lành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khẩn trương củng cố hồ sơ và tạm giữ Nguyễn Văn Hiền để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên.